Ở câu 2C thì đề bài bắt chúng ta tính cái tìm các phần tử nằm trên cái cột thứ tư của ma trận A nhân A phẩy. Tức là A phẩy, tức là lúc này là ma trận chuyển vị của ma trận A. Và từ ma trận A thì chúng ta viết dòng của ma trận A theo cột 1 của ma trận A theo dòng 1 của ma trận A phẩy. Cái cột thứ hai của ma trận A theo dòng 2 của ma trận A phẩy, và cái cột thứ ba của ma trận A theo cột thứ ba ma trận A phẩy. Cột thứ tư của ma trận A thì theo dòng thứ tư của ma trận A phẩy. Chúng ta sẽ thu được cái ma trận chuyển vị của ma trận A là ma trận A phẩy. Và khi đó thì chúng ta sẽ có được cái cột thứ tư của ma trận A nhân A phẩy. Lúc này cái cột thứ tư của ma trận A nhân A phẩy nó được biểu diễn dưới dạng đấy, nó chính là bằng A nhân A phẩy cột 4, và lúc này theo cái công thức nó chính bằng A nhân với cả A phẩy cột 4. Thì nó chính là bằng ma trận A mà nhân với cả cột thứ tư của ma trận A phẩy. Và kết quả chúng ta nhân thì nhân cái dòng thứ nhất với cả cái cột 4 của ma trận A phẩy, chúng ta thu được phần tử là chữ 28. Nhân cái dòng thứ hai của ma trận A nhân với cả cái cột thứ tư của ma trận A phẩy thì chúng ta thu được cái phần tử K cộng 14. 3 nhân 4 này cộng với cả K nhân 1, rồi cộng với cả 1 trừ 1 nhân trừ 2, và cộng với cả 2 nhân 5 thì nó bằng K cộng 24 này. Một cách tương tự chúng ta thu được là trừ 1 nhân 3 mà cộng với cả 2 nhân 1, và cộng với cả 4 nhân trừ 2 và cộng 4 nhân 5 thì thu được cái giá trị là 11 ở đây. Và tương tự thì cái dòng 4 của ma trận A mà nhân với cả cột thứ tư của ma trận A phẩy thì chúng ta thu được cái giá trị là 39. Và từ đây chúng ta thì kết luận được là các phần tử nó nằm trên cái dòng 4 trên cái cột thứ tư của ma trận A nhân A phẩy lần lượt là trừ 28, K cộng 24, 11 và 39. Và chúng ta phải đi tính thêm cái định thức của cái định thức của ma trận A nhân A phẩy mà tất cả mũ 4. Thì chúng ta có được cái định thức của ma trận A bằng 25 nhân K cộng 2. Cho nên là từ cái định thức của ma trận A nhân A phẩy tức là mũ 4 thì chúng ta biến đổi. Thì nó sẽ bằng định thức của ma trận A nhân A phẩy và tất cả mũ 4 lên như này. Và chúng ta thấy là định thức của một tích thì bằng tích các định thức. Nên cho nên là nó gọi là bằng det của A nhân A phẩy thì bằng det A nhân det A phẩy. Lại có được det A phẩy, định thức của A phẩy thì nó bằng định thức của A, nên là lúc này nó bằng định thức của A tức là bình phương mà bên ngoài là tất cả mũ 4. Và khi đó thì chúng ta có được cái định thức này, nó tức là mũ 8. Mũ 8 lên thì chúng ta thay cái định thức của ma trận A vào, lúc này 25 nhân với K cộng 2 và tất cả mũ 8 thì được 25 mũ 8 và nhân K cộng 2 tức là mũ 8. Thì đây chính là cái kết quả cuối cùng của cái định thức A nhân A phẩy tức là mũ 4.